Xin chào cả nhà, bây giờ là 10 giờ sáng. Thì buổi sáng tụi mình dậy sớm, tụi mình đạp xe một vòng. Và lúc nãy thì cũng đã quay một cái số cảnh tàu, thuyền, rồi nhà cửa cho cả nhà xem ở một cái hòn đảo Port Aransas. Thế thì bây giờ tới một cái tổ hợp này, cả nhà thấy phía sau không? Đó. Khám phá ở đây thì phát hiện ra nó có rất là nhiều cái cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó cả, có cả trà sữa nữa, có đồ ăn Thái Lan. Rồi có rất là nhiều cái cửa hàng bán những cái đồ quần áo, đồ lưu niệm. Rất là thú vị, nhưng mà 11 giờ nó mới đóng cửa. Nhưng mà bây giờ Hai Cô sẽ quay một vòng cho quý vị thấy cái tổ hợp này nó tuyệt vời như thế nào nhé. Rồi let's go. Chúc quý vị có một ngày thật là nhiều bình an và nhiều niềm vui, cũng như gặp nhiều may mắn. Và quý vị đừng quên like và subscribe cho channel của Hai Cô nhé. Cả nhà có thấy cái tấm bảng đó không? The Shop Old Town. 11 giờ người ta mới mở cửa nhá. Nhưng mà bên trong cũng đã có nhân viên đến làm rồi đó. Cả nhà thấy không? Một cái mô hình nó rất là nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh thôi, nhưng mà rất là đáng yêu nhé. Đó, phía xa kia cả nhà thấy cái bảng không? Hot Sushi Thai Bubble Tea. Đó, trà sữa có luôn. Trà sữa nó xuất phát từ Thái Lan đúng không cả nhà? Hazu rất là thích ăn đồ Thái. Ăn đồ Thái với đồ Hàn thực sự là như vậy. Mong cho về già mình sẽ về Hàn mình sống 6 tháng, mình về Nhật mình sống 6 tháng, mình về Thái Lan mình sống 1 năm nó mới đã đời. Đó, đây là một cái cửa hàng bán đồ lưu niệm, chủ yếu là những cái trang sức đó, cả nhà thấy không? Trang sức cho chân, trang sức cho đủ thứ trên người mình. Đó. Còn đây là một cái quán sushi. Và họ mở cửa lúc 11 giờ. Còn kia, còn cái này cũng là một cái cũng là bán đồ lưu niệm, quần áo này kia. Với lại phía bên cạnh thì có vẻ nó cũng giống như một cái nhà hàng. Đó. Đấy, tụi mình đi xe đạp. Đó. Hi, can I help you? I look something. I wave over and I come. Yeah. Đó, có người ở trong đó cho nên họ ra hỏi là có cần giúp đỡ gì không? Không, tôi chỉ quay video thôi. Đợi 11 giờ đóng cửa thì tôi mới đi vô. Đó, cả nhà thấy không? Cả nhà cũng biết là gần tới Halloween rồi cho nên có những cái trang trí nó hơi rùng rợn một chút. Đó, chúng ta hãy tiếp tục nhé. Mall shopping này. Shopping. Và ở đây cũng có một cái chỗ ngồi cũng lý tưởng nhá. Đã có hai người ngồi đấy. More shopping. Wow, beautiful. Rất là yên tĩnh. Thực sự lúc này đang không có người, mình quay nó dễ chịu. Tại vì ở Mỹ quý vị cũng biết là mình quay mà người ta đang ngồi, mình cầm máy mình quay nó bất lịch sự lắm. Cho nên là nhiều khi bây giờ nó chưa mở cửa, mình không có người, mình quay sơ qua để cho cả nhà thấy một cái nơi mà chúng ta có thể mua sắm ở một cái hòn đảo Port Aransas. Vào trong này đó cả nhà thấy không, vẫn tiếp tục nhá, ở trong này vẫn là những cái cửa hàng shopping tiếp tục nha cả nhà. Anh xã mình không biết chạy đâu rồi. Đó, chúng ta có thể shopping ở đằng kia nữa. Hoa vàng rực rỡ. Hình như ở trong này mở rồi. Ở trong này hình như là mở rồi. Đây, open rồi. Trong này open rồi. Không biết là anh xã ngồi ở đâu. Nghĩa là chúng ta có thể đi ngó nghiêng xem có cái gì hay hay thì mua về làm kỷ niệm. Đó, còn ở đây là mặt sau. Nó có hai mặt luôn, hai mặt tiền luôn. Một buổi sáng rất là trong lành. Chúng ta nhìn những cái chất liệu bằng gỗ rất là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ cái quán cà phê này nó mở cửa rồi, hai cô sẽ vào trong này nhé. Còn đây là một góc cà phê đây.
một cốc cà phê và tụi mình cũng đã order được hai ly cà phê đó, rất là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đó, rất là một quán cà phê bé bé xinh xinh thôi nhưng mà rất là dễ thương. Đó, đây là những cái trang trí cho Halloween mà. Những bức tranh rất là dễ thương. Rất là tuyệt vời. Và có một cái cây rất là tươi xanh. Và đây, xem nào, Business House. Wednesday là off nha. Còn những cái ngày còn lại là mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Đó, mỗi buổi sáng tụi mình sẽ đạp xe đến đây và uống cà phê. Quay vào ngay nhà xem một góc beautiful. Beautiful đây. Và đây là uống của mình ngày hôm nay. Chocolate. Tại vì hai cô uống cà phê là say. Đấy là ngộ đời như thế chứ.